Em giới thiệu đến các bác một cái công nghệ mới làm sạch và khử khuẩn để bảo vệ cái sức khỏe cho các bác đi ô tô nha các bác nhá. Đấy, các bác nào đang sử dụng ô tô mà dàn lạnh của mình chưa vệ sinh bao giờ thì các bác có thể tham khảo cái video này của em. Ở bên Akala bên em thì hiện nay là có một cái máy làm sạch, trang bị làm sạch và khử khuẩn dàn lạnh cho ô tô các bác nhá. Và máy này nó sẽ có tạo mùi hương luôn. Đây các bác có thể nhìn cái hình ảnh mô phỏng ở đây, và đây là cái dàn lạnh của ô tô này. Bình thường ấy, khi các bác mà đi vệ sinh hoặc là thay lọc gió thì nó chỉ thay cái nắp này thôi, đúng không ạ? Chỉ thay cái nắp lọc gió này thôi các bác nhá. Đấy, cái lõi lọc gió này thì nó chỉ ngăn bụi vào thôi. Còn cái mùi hôi và mùi ẩm mốc thì nó nằm ở trong cái dàn lạnh, sâu ở trong dàn lạnh ở trong ô tô cơ. Bình thường các bác mà muốn vệ sinh được cái đấy sạch sẽ thì khi mà ra kỹ thuật thì sẽ phải tháo hết, bung hết cái này ra. Đấy, thì mình mới có thể vào mở được cái dàn lạnh của xe ra. Nhưng bây giờ công nghệ đã có cái công nghệ mới, mình có một cái máy nội soi như thế này các bác này. Đây các bác có thể thấy là đây mình sẽ có một cái máy nội soi chi tiết ở đây, và mình có thể nhìn được chi tiết ở bên trong nó bẩn đến như thế nào luôn ạ. Đó, rất là đơn giản, rất là dễ dàng cho bác. Và chi thời gian để vệ sinh cho một cái dàn lạnh cho ô tô này thì nó rơi vào tầm khoảng 2 đến 2 tiếng rưỡi các bác nhé. Và sau khi mà vệ sinh sạch sẽ, diệt khuẩn xong hết thì mình sẽ sử dụng cái tinh dầu để khử khuẩn toàn bộ bên trong khoang nội thất này cho xe. Hiện tại thì Akala bên em đang có cái chương trình khuyến mãi, đó là kiểm tra và khám cái dàn lạnh này miễn phí cho các bác nhé. Các bác nào đang sử dụng xe ô tô mà xe mình có mùi hôi chẳng hạn thì các bác có thể qua Akala để bên em kiểm tra miễn phí cho các bác.